Tà mị, tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân, khuyên bổn đạo gán tầm nẻo chánh. Câu hỏi này của ai ha? Chàng. Câu hỏi này chắc hết giờ quá. Thôi giờ mời quý vị uống nước đi, rồi tôi suy nghĩ một chút, rồi tôi nhớ gì tôi nói nấy. Thôi làm nãy rồi uống gì nữa được rồi. Xin thưa chư đồng đạo anh chị em, khi chúng ta bàn câu giảng là chúng ta nương vào câu giảng Đức Thầy, chớ tôi không có cái ý gì riêng tư trong này. Đức Thầy dạy trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị là Đức Thầy nói, Đức Thầy nhìn, Đức Thầy thấy, chớ tôi thì không có thấy. Mà tới sáu tỉnh là tức là đồng bằng sông Cửu Long của mình lặn. Thành ra tôi chỉ nương vào cái câu giảng này. Quý vị đừng có nghĩ là tôi thấy người ta tà mị nha, không có. Sao tôi thấy ai cũng dễ thương? Thì chắc có lẽ là các ngài lần bi mẫn để chỉ cho mình cái sai để mình tu thôi. Nhưng mà mình tu thì mình phải luôn luôn dòm cái tốt của huynh đệ, chứ đừng có theo câu giảng này dòm ai cũng xấu quốc, đó là tại mình xấu quốc đó, chứ không phải có ai xấu gì đâu. Xin thưa quý vị, cái chữ tà đó có nghĩa là cong quẹo, mà cái chữ mị đó tức là dạ dối. Tà mị tức là bất chánh, là cong quẹo. Thì xin thưa quý vị, cong quẹo bất chánh mà ở đâu cũng có hết trơn quý vị. Ở trên cuộc đời này hễ có tiền thiệt là có tiền giả, nó lạ gì đó. Hễ có phân thuốc thiệt thì có phân thuốc giả, hễ có ông đạo thiệt là có ông đạo giả vậy ha. Bữa nào mấy ông sẽ gặp mấy ông đạo giả thôi. Không phải đạo giả, không phải ai, mình đó. Cứ coi lại đi, có bữa mình thiệt, có bữa mình giả. Ai giơ tay lên đây nói tôi thiệt hết không? Chính mình thôi quý vị. Mà hễ có ông Phật thiệt, có ông Phật giả. Mà ngộ lắm quý vị, ông Phật thiệt chứ mình ít có chịu dòm lắm. Mình phải dòm mấy ông Phật giả mà. Cho nên vô gặp mấy ông Phật nào bằng xi măng đẹp đẹp lại bá phát vậy đó. Mà nhiều khi mấy ông Phật thiệt là ba là má, mình là những người bằng cùng khổ khó, mình không dòm. Mình nghĩ đó chúng sanh, còn Phật xi măng mình tưởng Phật thiệt. Phái lại mấy ông Phật thiệt, phái lại mấy ông Phật giả vậy đó. Thì xin thưa quý vị, mình mới thấy rằng là trong cái cuộc sống này nè, chúng ta mới xét nghĩ là thiệt hay giả trong cuộc đời này khó có thể biết được lắm. Chỉ có cái bậc giác ngộ trí tuệ các ngài mới dòm ra. Bây giờ mình sẽ phân tách cái thiệt cái giả từ ở ngoài đời cho tới trong đạo để chúng ta thấy nè. Để mình thấy cái nào thiệt là giả nè. Quý vị nghĩ coi, ở thế gian này nè, nói ra nó cũng kỳ nữa chứ, quý vị ngớ nhớ trên đài không, má chia sao không đều dám đốt xăng bà già. Con người này con người thiệt hay con người giả? Thì má mình cho mình nhiêu, không cho thôi, mắc gì chia của không đều mua xăng gì đốt bà chơi. Chắc có lẽ cũng hù hù hay sao rồi quẹt lỡ nó cháy, chứ không lẽ mà đốt gì mà ác dữ gì mấy cha. Đốt người khác còn không nên, mà đốt cả má mình thì cái này thôi, cho nó đăng sức khỏi trái đất này đi. Tôi không có quyền làm điều đó, nhưng mà tôi nghĩ trên cuộc đời này những người như vậy chưa là. Quý vị nghĩ coi tà mị không? Thấy ghê gớm không? Thì cái người mà không biết đường thì dĩ đi, mà cái người biết đường còn ghê nữa. Biết đường mà còn làm gì nữa thì thôi hết phương rồi. Quý vị nhớ cái vụ cháy ở Bình Dương gì đó, cháy quán karaoke đó. Khi mà người ta phát hiện ngọn lửa nó cháy thì có người chui xuống dưới chè sàn, có người sợ quá chạy vô nhà tắm, có người sợ quá chạy lên nóc nhà, có mấy người biết đường chạy ra ngoài.
chực nhớ lại mấy cái bị chạy vô chết ba mạng chạy vô. Mà cái nhóm mà chạy vô quý vị biết ai không? Mấy đứa mình đó. Biết đạo, biết tu hành, biết độ trơn, nhưng mà gặp danh lợi tình chạy vô. Thì quý vị nghĩ có tà mị không? Biết tội, biết phước, biết đạo hết, vậy đó mà đi đám làm từng xin gạo xin đồ cư lộn mà. Biết tội biết phước hết vậy đó mà vô chùa đó nha, lấy đường bột ngọt cho mà chửi với nhau chơi ha. Thì quý vị thấy tà mị không? Thì Đức Thầy nói ngày xưa cũng mà nhắc nhở cho anh chị em chư đồng đạo, tà mị là ngay nơi lương tâm của mình. Trong cuộc đời nè, thưa quý vị, cái người chân thật tu hành họ muốn làm sao cho mọi người được bình yên an lạc, tức là nghĩ làm sao để giúp đỡ chúng sanh. Còn mình không khéo, mình cũng mặc bà ba để đầu tóc, cũng mặc cà sa cạo đầu, mà tìm cách hút vô. Hút vô. Người ta, xin thưa quý vị, người ta tìm cách, ta bố thí, người ta đưa ra. Còn mình tu thời gian cạo vô. Mấy đứa nhỏ hỏi chứ chú ông Năm chèo năm cái chân, người cái mỏ cái chân trước ông ở đâu? Tôi nói cái mỏ ông á. Ủa sao mà cái mỏ ông rồi sao? Bởi vì lúc đó đó ông cào vô. Cái chân ở trước ở nhầm cái mỏ ông á, cào vô. Ủa thôi sao kỳ vậy? Bởi đời sống của mình cào vô á. Tại là cái mỏ trước của ông là cái chân đó ông cào vô. Nói thí gì chứ có biết ở đâu. Muốn nói cái lòng tham của cái con người đã sinh thu gì đó là những cái tà mị không đó. Thì xin thưa quý vị, Đức Thầy nói trong cái bài luận việc tu hành đó, Ngài nói trần gian đầy dẫy người làm dối, tức là trần gian này quá nhiều người rồi. Đạo cả nào trong đến cảnh thiền. Chữ đạo cả đây là mấy ông sư ở trong chùa đó. Chữ trong có ô, tức là nhìn cảnh thiền là cảnh tu tập. Tới mấy ông sư cũng không có dòm tới chuyện tu nữa. Cho nên đói thấy người đời lòng bất chán, dương trần lầm lạc quá ưu phiền. Thì xin thưa quý vị, lúc mà cái nền đạo đức nó suy di, khi mà Đức Thầy ra đời, đạo Phật nó trở nên một cái vấn đề mà đi vào lòng công chúng nó vụn vỡ. Cho nên Đức Thầy ra đời Trắng Hưng, thì cái hoàn cảnh thời đó, cái người mà nữ vô chùa tu người ta nói thất tình, người trẻ trẻ tu ta nói thất tình, già thì ta nói con không nuôi. Từ chỗ đó đạo Phật nó suy di. Và cái con người vào chùa tu không phải vì mục đích giải thoát mà ẩn dương nương Phật. Cho nên Đức Thầy dạy trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị. Thì bây giờ nhân cái chuyện xưa mà chúng ta dòm lại cái chuyện nay của mình, hổng chừng mình tà mị nha. Huynh đệ luôn luôn coi lại cái gì mà mình bị chỉ biết hưởng riêng lợi cho mình, chỉ biết làm sao mà mình được lợi mà bá tánh khổ đau sao kệ người ta, thì coi chừng đó là tà mị. Giờ tiếp cái câu thứ hai: tu hành mà dị kỷ quá chừng. Nói này nói mình chứ nói ai giờ ta? Chứ mình tu chứ có ai tu đâu. Quý vị thấy cái câu này nó sâu sắc rồi. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị là tổng thể tất cả chúng sanh tà mị trong lục tỉnh. Mà Đức Thầy cụ thể cho mình biết là tu hành mà dị kỷ quá chừng là đang nói tới người tu. Tu là cái gì? Theo cái chữ Hán tu có nghĩa là sửa. Hay tu là chuyển đổi tam nghiệp, tức là tránh ác làm lành. Hay tu cũng có nghĩa là những điều nào Đức Phật dạy, Đức Thầy dạy mà chúng ta thực hiện và Ngài khuyên chúng ta bỏ thì chúng ta bỏ đi, đó là tu. Mà chữ hành, xin thưa quý vị, có nghĩa là thực hiện. Tu hành là thực hiện cái phương pháp, cái con đường của Đức Phật, Đức Thầy dạy. Mà sư quý vị nghĩ coi, cái người tu hành ở không để mà hơn thua với đời không? Bởi vì chuyển đổi tam nghiệp thì con người lúc nào cũng có thân nghiệp, cũng có khẩu nghiệp, cũng có ý nghiệp. Thì thân khẩu ý này phải làm sao luôn luôn được thanh tịnh. Mà thân khẩu ý của mình, xin thưa quý vị, tối ngày làm việc bất lương là thân, suy nghĩ bất chánh là ý, nói năng không đúng đó là khẩu. Vậy thì thân khẩu ý bất chánh thì tu hành như vậy làm sao nên? Cho nên cái người mà thật sự tu hành, xin thưa quý vị, không bao giờ nhiều chuyện được. Bởi vì khi tu người ta luôn luôn dòm lại mình, ở không đâu mà nhiều chuyện. Còn mình tu không khéo là, xin thưa quý vị,
lợi đầu này kia nói tiếng, lợi đầu nọ nói tiếng, nói ghía kìa tình nghĩa đồng đạo sớm chồm tan nát ra. Không biết có ai huynh đệ mình tu hành kiểu như vậy hay không. Cho nên mình tu phải làm sao, luôn luôn phải dòm lại. Cho nên xin thưa quý vị, cái chữ tu hành là nền tảng để cho chúng ta đi đến cái con đường của tự giác. Và khi con đường của tự giác, đời sống tu hành phải tiến tới giác tha. Cho nên chư vị tổ sư nói tự giác giác tha là nền tảng căn bản của đời tu. Chư tổ nói thật gì sanh tử phát lòng bồ đề. Thật gì sanh tử tức là tự giác, phát lòng bồ đề tức là giác tha. Mình tu phải vì cái sống chết mà tu, vì cái con đường giải thoát mà tu. Và phát lòng bồ đề tức là đem cái tâm lớn rộng lượng, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, để độ tận cho chúng sinh. Thì cái con đường đó mấy con đường lớn. Cho nên người thật sự tu hành, xin thưa quý vị, không có cá nhân. Mà Đức Thầy dạy ở gốc đời này là tu hành mà vị kỷ quá chừng, tức là vì mình. Mà có con người mình vì mình nó ghê lắm. Từ cái gì của bản thân mình, rồi tới gia đình mình, tính phe phái mình, tới nhóm của mình. Mình chỉ biết như vậy thì làm sao mà phát triển được. Vì thì đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh khoan hồng đại độ. Dù tình thế đổi thay chứ tấm lòng nhân không thay đổi. Không phải mình tu để mình thương mấy anh em hòa hảo đâu, mà mình tu phải làm sao thương cả những người tôn giáo khác và cả những người không có tôn giáo nữa, mấy là thật sự trên cái con đường giải thoát. Còn mình chỉ làm sao cho mình chỉ biết mình thôi, thì xin thưa quý vị, nó vẫn còn vị kỷ. Cho nên cái người nào mà nghĩ rằng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc để hưởng được cái gì, để an vui hạnh phúc đó, thì không bao giờ giảng sanh. Mà cái con người đó phải luôn luôn có cái ý niệm là giảng sanh để cứu độ chúng sanh. Cho nên Đức Phật dạy con người phát lòng bồ đề là muốn cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh cho nên mới cứu độ chính mình. Từ chỗ cứu độ chính mình mới cứu độ chúng sinh. Đức Thầy Ngài cũng có một đoạn Ngài nói như vậy, là rằng ta có bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những oan trái luân hồi cai nghiệt. Muốn thế tức là muốn được như vậy thì phải tìm phương tự giác nhắm cảnh niết bàn tấn tới, quyết chí tu hành đắc thành đạo quả, hầu có diều dắt bá tánh thập phương xa miền tục lỵ. Người bỏ hết các sự rầu buồn như vậy thì muốn giác ngộ chúng sanh phải trước nhất giác ngộ mình. Vậy thì tinh thần tự giác giác tha là tinh thần quan trọng trong đời sống tu tập. Còn mình tu hành mà vị kỷ, chỉ biết làm sao cho chùa mình bự, chỉ biết làm sao cho phe nhóm mình hơn, thì xin thưa quý vị, nó vẫn còn trong vị kỷ. Thì chữ vị là vì đó, mà chữ kỷ là mình. Vị kỷ là mình biết làm sao vì mình, tu sao cho người ta khen mình, tu sao cho cái danh mình lớn, tu sao để cho được người khác tôn trọng. Thì xin thưa quý vị, nhiều khi nó cũng không tổn hại ai, nhưng đứng ở mặt tu hành giải thoát thì chúng ta vẫn còn là một cá nhân, một trầm luân sanh tử. Cho nên mở rộng lòng ra, mới rỡ rộng từ bi ra, thì chúng ta mới có thấy diệt được cái vị kỷ. Bây giờ chúng ta mới thấy thế này, cái vị kỷ nó thuộc về cá nhân. Trong đạo Phật gọi là vị kỷ pháp, hay còn gọi là ngã chấp pháp. Vị kỷ pháp, ngã chấp pháp là mình thấy mình cái gì cũng hơn người trên. Nó ngộ lắm. Ngoài cái chuyện là muốn phe còn muốn nhóm, thì nó còn có nghĩa là lúc nào cũng thấy mình quan trọng. Hễ đi với một nhóm 5-7 anh em mà mình đẹp trai hơn là mình khoái hơn à, tao ngon hơn mấy đứa này. Đi 5-3 chị em mà mình đi chiếc xe đẹp hơn, mình hãnh diện, tôi giàu hơn mấy bà này. Lúc nào mình cũng có cái tâm đó hết. Nhà mình cắt cao hơn ta mình cũng khoái. Rồi tới cái người cặp bên họ cũng có tâm vị kỷ, hễ cao hơn ta ta ghét. Thành ra như thế thì cái tâm chúng sanh nó khởi lên. Vậy thì Đức Phật dạy chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là dòm thấy cả cái thân này không có thì của cải làm sao có. Vậy thì cái người tu đó, dù niệm Phật hay hành thiền, thì phải dòm biết rằng vật chất trên cuộc đời này là phương tiện. Thì hễ phương tiện thì một ngày nào nó sẽ mất. Cho nên quán chiếu ngũ uẩn giai không mới diệt trừ được vị kỷ của đời sống. Còn bằng không mà xin thưa vậy, lúc nào chúng ta cũng có ý niệm mình hơn người, mình hoàn thành hơn,
con mình mà học hay hơn ta, mình cũng cảm thấy khoái khoái, thành ra đem khoe điều hết trơn. Thì con mình khoe, không ai nói gì, nhưng mà trong đâu đó nó mang mởn một cái tự trọng vị kỷ của mình. Mà mình khoe mà người khác khổ đau thì không nên nha. Thành ra gặp người nghèo thì đừng nên nói chuyện mình hạnh phúc. Gặp người khổ đau thì đừng nên nói cái chuyện mình đang thăng hoa, mà phải lấy một cái gì đó để giúp đỡ họ. Thì cái tâm vị kỷ nó mấy. Người ta bệnh gần chết, nó tờn ở tôi mà hổm gà không có bệnh gì đâu. Thì chẳng khác nào mình đang cho người ta thêm một cái liều thuốc khổ đau. Thành ra mình phải nhận diện được những cái điều này để mình chia sẻ bằng một trái tim chân thật của cuộc sống, mà bỏ vị kỷ của mình. Thì cái người tu hành là luôn luôn vậy đó chứ đồng đạo. Tùy người mà cho thuốc, tùy pháp mà dẫn giải, thì mới có thể diệt trừ được tâm mình. Xin thưa quý vị, chính cái vị kỷ đó là ngã chấp. Mà cái ngã chấp này không phải nó có mới đây đâu nha, từ hồi xa xưa của nhiều kiếp nhiều đời lắm. Cho nên con người mình sinh ra ai cũng thương thân mình hết. Dù thân mình là mập hay ốm, đẹp hay xấu, ai cũng thương thân mình hết. Ngủ cũng phải lựa chỗ êm, ăn cũng phải lựa miếng ngon. Cái tập quán nghiệp đó, cái chủng tử nghiệp đó, nó khiến chúng ta yêu mến ngã chấp mà trở lại trần gian. Do mà trở lại trần gian này thì đạo Phật gọi là cái gì quý vị? Luân hồi. Cho nên cái câu tiếp theo Đức Thầy nói, thì làm sao thoát khỏi trầm luân? Mình còn vị kỷ, mình còn biết mình, mà biết mình từ hồi quá khứ cho tới bây giờ thì tiếp tục luân hồi sanh tử. Vậy thì nguyên nhân của tử sanh luân hồi là vị kỷ, là ngã chấp, là mình chỉ biết mình thôi. Cho nên bây giờ Đức Thầy dạy mình sao? Khuyên bổn đạo gán tầm nẻo chánh. Vậy thì khuyên tức là những lời ăn tình để cho mình biết, mà bổn đạo là chỉ cho tất cả anh chị em chứ đồng đạo của mình. Tầm nẻo chánh tức là tìm cái tâm an lạc. Thì cái nẻo chánh thứ nhất tức là con đường là giáo pháp, mà cái nẻo chánh thứ hai đó là tâm an lạc. Tầm nẻo chánh tức là biết quay về trong tâm mình, biết quay về trong trái tim của mình, để mình sống được với sự an lạc bình yên trong cuộc đời này. Thì đó là chúng ta đang tầm nẻo chánh. Mà hãy mình bình yên an lạc thì mình hết tham ý, mình bình yên an lạc thì mình hết vị kỷ, mình bình yên an lạc thì mình sẽ hết luân hồi. Vậy thì cái chánh yếu trong cuộc đời sống tu tập qua bốn câu giảng này, thì chư đồng đạo làm sao cho chúng ta được bình an nội tâm mình bằng cái phương pháp công phu hành trì hành đạo gì đó, để mình được bình an yên ổn. Đó là chúng ta sống với cái chánh đạo nơi tâm của mình. Xin thưa với quý vị, có nhiều người mình thấy thương lắm. Tôi có ông bạn, ổng làm xoài. Cái ổng dưới cái mương ổng không biết ai đặt vớn. Ông xuống vợ vớn gặp mấy cá lóc, ông thả. Ông thả lên ông suy nghĩ, cá lóc của người ta bắt người ta nuôi vợ nuôi con, còn mình thả vậy rồi sao người ta sống? Thấy vậy ông lấy 50 ngàn bỏ vô. Chút xíu vậy trưa trưa cái ông đặt vớn đặt lò đó, ông lại ông nói, ê ông chủ xài, bữa nay tôi đặt lợp ngộ ông. Hỏi sao ngộ? Vô 50 ngàn. Ông nói ai cho ông thì ông lấy đi. Ông nhét vô. Cái tâm đạo đức á, mặc dù là tốt cho con cá mà nó tổn hại tới ông này, tội nghiệp ông, cho nên móc ra 50 ngàn. Cái tầm nẻo chánh là luôn luôn quay về để biết cái bình an trong lòng mình và cái từ bi đối với chúng sinh. Còn mình thường thường thôi mình được rồi, ai sao kể người ta. Thì xin thưa quý vị, thì cái chuyện đó nó cũng có thể được phần nào đó, nhưng mà kệ người ta là người ta đau khổ. Trên cuộc đời này, hễ con mà ăn xài thoải mái thì chết cha cha mẹ liền, mằng chốc xương sống. Mà hễ bà vợ đó nha, mặc sức đó mà xài thì ông chồng chổng khu ngoài đồng không. Mà ba mẹ mà xài quá thì con nó mằng gần chết. Mà chư đồng đạo chúng ta với cái mối tương quan cũng vậy. Nếu mình giàu có thì phải nghĩ rằng biết bao nhiêu người nghèo khổ chứ không phải không. Cho nên Đức Thầy nói được sang nhờ của người bần góp thâu. Cho nên được giàu phải luôn luôn nghĩ tới người nghèo. Đó là tâm niệm để chúng ta đi vào. Thôi trở lại. Thì qua bốn cái câu giảng này, Đức Thầy diễn tả từ cái góc độ của thế gian là trong lục tỉnh. Cái góc độ của gần hơn
đó là người tu hành. Và nguyên nhân của cái sự trầm luân sinh tử luân hồi, xin thưa quý vị, đó là ngã chấp, tức là vị kỷ. Thì chúng ta phải làm sao tu để tầm về cái chánh của tự tâm mình. Được như vậy thì chúng ta sẽ giải thoát. Mà giải thoát thì ra khỏi tà mị, giải thoát thì ra khỏi luân hồi, giải thoát là lìa được vị kỷ chấp ngã. Thì mong rằng chư đồng đạo cùng tôi hãy cố gắng thật sự tu hành để tìm sự bình an trong tâm của mình. Thì câu giảng đến đây, mình trình bày theo cái hiểu biết cá nhân của mình là như vậy. Xin cảm ơn huynh đệ đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Còn câu hỏi nào nữa không? À. Rồi câu hỏi nào xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin hỏi đệ chúng hai câu. Giúp được nó ấy là giải thoát thì sát trần thôi chịu rõ lại. Mà nó mà ai là mình phải giúp. Xin đệ trả lời dùng hai câu đó cho tất cả đồng đạo nghe chung. Sao không gá lên hai câu nữa, biết giúp cái vụ gì rồi. Rồi thôi giờ mời uống nước đi, rồi tôi làm tiếp hai câu này nữa rồi mình nghỉ ha. Uống nước đi rồi làm tiếp. Kẹt kẹt ha. Nè tâm em. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, anh chị em, chư đồng đạo của chúng ta, qua cái câu giảng của Đức Thầy tôi rất là ngại ngùng. Là bởi vì cái câu giảng đưa chúng ta đến cái chỗ giải thoát. Thành ra khi mà trình bày quý vị hỏi một câu đạo lợi giải thoát chưa, cái chết tía tôi liền. Tôi có giải thoát ở đâu mà tôi nói giải thoát. Nhưng mà xin thưa quý vị, Pháp Đức Phật cũng như Đức Thầy dạy có Pháp hiểu, có pháp hành và có pháp chứng. Thì bây giờ mình chưa có thể pháp chứng, tức là giải thoát chứng được tự tâm, thì mình nói ở pháp mình hành để làm sao được giải thoát. Nếu mình chưa có hành được thì mình sẽ nói pháp hiểu, là mình hiểu cái góc độ, cái con đường giải thoát nó là như vậy. Qua lời chỉ dạy của Đức Phật hay qua lời chỉ dạy của Đức Thầy, trên cái con đường giải thoát là như vậy. Thì chư đồng đạo chúng ta, pháp phải luôn luôn nhớ tới ba phần: pháp hiểu, pháp hành và pháp chứng. Đây là ba cái vấn đề cơ bản mà cái người đạo chúng ta cần phải biết qua. Thật ra lỡ ai hỏi mình sao nói tôi hiểu vậy đó, tôi trình bày như vậy, thì ra trên cái nguyên tắc của pháp hiểu ha. Chứ còn mà tới pháp hành thì cái chuyện đó chúng ta đương hành, nhưng mà tới pháp chứng là nó có những chỗ khác nhau. Mà cái chứng ngộ là, xin thưa quý vị, tới cái điểm đó là không ai giống ai đâu nha. Coi vậy đó, chứ cái điểm chứng ngộ là không ai giống ai. Ví dụ như đệ tử của Đức Phật Thích Ca có thập đại đệ tử. 10 vị này đều là A-la-hán hết, nhưng mỗi một vị là chứng khác nhau. Một Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mà Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Mỗi một vị là một cái đặc thù riêng biệt. Cho nên bàn tới cái vấn đề giải thoát là bàn tới những cái gì nó quan trọng nhất. Thành ra xin thưa quý vị, thì muốn bàn ở cái câu này đó, để chúng ta thấy như thế này: nhãn thấy sắc thường hay bận biệu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân ham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, giới chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác mới tới dứt được nó hả, mới là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đội đài. Cái này không phải chuyện dễ ăn. Như vậy thì mình sẽ bàn trên góc độ của pháp hiểu để chúng ta thấy như thế này. Xin thưa quý vị, sở dĩ mà chúng ta khổ đau
là căn luôn luôn nhiễm trần. Thì trong căn với trần đó, nó có hai cái phần đặc biệt quan trọng, nó là căn bản phiền não trong này nó có. Thì đối với bên ngoài nó có gọi là tùy phiền não. Như vậy thì căn bản phiền não là gốc, mà tùy phiền não nó không có gốc, tự động nó khởi lên. Ví dụ như bây giờ mình trong lòng của mình không có muốn tham ớt, không có ý niệm gì chứ, nhưng mà tự nhiên đi ngang cái bụi ớt cái bắt đầu nó muốn hái, dừng lại nó hái. Thành ra cái bụi ớt nó là tùy phiền não do cái thấy, nhưng mà cái căn bản phiền não ở trong này nó có, cho nên gặp bụi ớt nó nhảy ra cái lòng tham liền. Cho nên từ mà con mắt mình dòm tới tất cả các vật, cho nên nó sanh. Từ chỗ đó mình mới thấy rằng mình dòm cái gì mình dính cái đó, mình nghe cái gì mình dính cái đó, mình nếm cái gì mình dính cái đó. Thành ra dứt được nó là một cái người mà đi trên cái con đường của A-la-hán, tức là bát chánh đạo. Thì tùy theo cái công năng tu mà chúng ta dứt. Thì thôi bây giờ trên pháp hiểu chúng ta gì nè, dẫn dòm đi quý vị. Thấy biết đẹp biết xấu, thấy biết đúng biết sai, thấy biết dài biết ngắn, thấy là phải biết hết nha. Nhưng mà xin thưa với đồng đạo, tới đó được rồi. Còn mình thấy cái mình mến, cái mình đem về nhà, mình mê, mình mệt, thì cái này nó khổ. Hay là mình thấy rồi mình không ưa, mình ghét, mình mê cái này, mình ghét cái này, mình ghét cái kia, cái nó giữ trong tâm của mình. Mà nó giữ trong tâm của mình, trong thập nhị nhân duyên gọi là thủ. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập xúc động, xúc động thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ sanh hữu. Hữu tức là cái tiềm thức, do cái thấy, nghe, hay biết của con người, một khi dính vào cái gì thì nó chấp cái đó. Phật giáo Đại Thừa gọi là nghiệp. Như vậy nghiệp là cái cố chấp của căn trần. Một khi căn trần đã mất đi nhưng tâm thức vẫn dính vào cái đó, nên gọi là nghiệp. Ví dụ hôm nay quý vị lại chỗ này, chứ đồng đạo đãi mình cái bánh gì đó ngon ngon, ăn vô thấy ngon, rồi qua khỏi cái cổ rồi thì thôi, đâu có gì. Năm sau cái năm rồi nhớ ăn cái bánh gì nó ngon ngon, ở đâu ra. Cái tiềm thức của cái nghiệp nó bắt đầu nó khởi lên. Thì là từ đâu vậy? Từ cái căn trần nó nhiễm, nó dính. Rồi trong đạo Phật gọi là tích lũy căn trần nghiệp á, là xin thưa quý vị, mỗi ngày nó một miếng, mỗi ngày nó một miếng. Ví dụ như bây giờ ông chồng mình ông chửi mình, thôi gán nhịn đi, kệ ổng. Một bữa sau ông chửi một miếng nữa, thôi gán nhịn đi, kệ ổng. Thì cái kệ thứ hai với cái kệ thứ nhất đó nó có mất không ạ? Nó dồn đó, nghiệp đó nó dồn. Cho tới một ngày mà ông chửi, chửi là ổng luôn, chịu hết nổi rồi. Cha tao sao chửi hoài á? Thế nhưng nó, cái nghiệp nó tích lũy, nó dồn. Thành ra đó, căn nhiễm trần thì nó luôn luôn, nó dồn lại vậy đó. Ta nói tích nước vỡ bờ là như thế. Thành ra xin thưa quý vị, cái điều cực kỳ quan trọng mà Đức Thầy dạy chúng ta trong vấn đề này là ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, lợi danh hai chữ mắc lờ trong. Mắc lờ trong có nghĩa dòm mà không nhiễm nó, dòm mà phức lờ qua đi. Trông thấy nó mà lờ qua đi không quan trọng. Giống như quý vị thấy một cái dần mây nó bay qua, kệ nó, thấy chứ không phải không thấy, nhưng mà lờ trong. Thì con người mà giữ được như vậy thì căn trần mắt tai của chúng ta sẽ được im thấm mà. Thì do lục căn thanh tịnh, từ từ cái mình đi đến một cái con đường thanh tịnh giải thoát, thanh tịnh yên vui. Còn nếu mình không giữ được rồi xin thưa vậy mình theo vọng trần, hết cái khổ này tới cái khổ kia. Cho nên nhà thiền dạy chúng ta phải bế căn bế trần đó, là luôn luôn dòm ngó mọi sự vật, nhưng mà đừng để cho nó trào phúng, tức là dính cảnh. Ở trong kinh A Hàm kể câu chuyện có cái con rùa nó bò dưới cái mé biển. Thì có một cái con chồn, trong sách gọi là giả can, mình nói con chồn cho dễ hiểu. Nó lệ nó cứ táp con rùa đó hoài. Nhưng mà con rùa đó nó khôn, nó gút vô. Thì có cái mai rùa nó cứng á, thì ra con chồn nó không ăn được, thì nó ngậm hoài như vậy.
rồi tới trưa cái nó cũng bỏ. Thì nhờ thế mà con rùa được thoát ra khỏi cái chỗ khổ đau mà được xuống biển. Thì xin thưa quý vị, đời sống tu của mình phải làm sao rút căng trần lại. Tìm cách rút lại. Thì nhãn cũng rút, nhĩ cũng rút, mà mũi cũng rút, mà miệng cũng rút lại. Rút là sao vậy? Bớt nhìn đi, bớt nghe đi, bớt nói đi, bớt ngửi đi. Còn mình xin thưa quý vị, cái vụ gì ai xù xì là mình ấy, nói xấu tao hả, nói tao nghe mới được. Mình muốn nghe, mình muốn nhìn. Cho nên những cái đó, hết cái khổ đau này nó tới cái khổ đau khác. Cho nên Đức Thầy dạy làm sao mình đoạn được cái đó trên bề mặt pháp hiểu vậy. Rồi bắt đầu từ từ mình mới hành trì. Xin thưa quý vị, trong Bồ Tát Quán Thế Âm, trong cái chương mà niệm Phật Viên Thông chương á, dạy chúng ta khi mình tập trung vào câu Phật hiệu, tức là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình tập trung vào câu Phật hiệu, thì Phật hiệu tập trung á, ta gọi là nhất tâm. Trong kinh, trong chánh văn là nhất tâm. Phật hiệu nhất tâm căng trần di bế. Khi mình tập trung vào một điểm nào đó thì tất cả cánh cửa khác nó đóng lại. Mình tập trung vào câu Nam Mô Đà Phật, tai mình dừng nghe, mắt mình dừng thấy, mũi mình dừng lại. Thành ra khi mà chư đồng đạo anh chị em mình mà niệm Phật có cái sức tập trung lại, thì từ từ cái nó bế căng trần. Mà căng trần bế thì phiền não dừng. Mà phiền não dừng là xin thưa quý vị, chúng ta được thành công đắc quả, được giải thoát. Thì chúng ta giải thoát rồi thì xin thưa quý vị có khổ không? Dĩ nhiên khi giải thoát là con người đi trên cái nền tảng thanh tịnh, sanh tử này nó lìa đi, thì chúng ta lìa đi cái đối đãi bên ngoài, cho nên dứt được nó, ấy là giải thoát. Thì cái giải thoát không phải đâu xa. Chúng ta đừng có tưởng giải thoát là bay trên trời hay lặn xuống đất, không phải vậy. Giải thoát vẫn bình thường chứ quý vị. Như bao nhiêu người ai ăn mình ăn, ai uống mình uống, nhưng cái ăn uống không làm mình khổ đau, bước những bước chân trên cái cuộc đời này, nhưng mà tâm niệm hoàn toàn giải thoát, không bị kiến chấp. Thành ra cái giải thoát là chúng ta đừng tưởng là được mửa ra khói, ói ra đồng hay ho ra lửa, không có vậy. Giải thoát rất bình dị trong cuộc sống là tâm chúng ta không dính cảnh và không khổ đau. Thành ra có những người quý vị mình thấy họ rất là bình thường, nhưng mà đời sống rất an lạc nhẹ nhàng. Dừng đi cái giải thoát, dừng đi cái nghiệp trần mà được cái giải thoát. Mà nhờ dừng như vậy thì cái bình an. Vì thì chư đồng đạo mình, cái giải thoát mình phải thực tập, bớt đi cái chuyện mà thấy nghe hay biết. Và hễ đã thấy nghe hay biết thì đừng cho nó dính. Đến một cái ngày nào đó thấy nghe hay biết không ngần ngại, thì đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện, đối với cảnh mà tâm mình chẳng nhiễm, đó là thiền dậy. Bây giờ thì nói gọn lại, trong cái chỗ này, trong cái chỗ bế căng trần này, thì thôi chúng ta tu pháp môn tịnh độ qua lời của Đức Phật cũng như Đức Thầy chỉ dạy, nhiếp tâm niệm Phật. Thì nhiếp tâm niệm Phật thì chúng ta bớt à. Cái người mà niệm Phật không có không đâu nghe này kia. Cái người niệm Phật không có không đâu đi mà nói chuyện này chuyện kia. Thì nhờ cái công năng niệm Phật, bớt nghe chuyện trần, từ từ căng trần chúng ta nhiếp lại. Thì coi như chúng ta tu hành viên thông, thì tiến tới cái ngưỡng cửa giải thoát vậy. Thì giờ mình có đôi lời xin trình bày cùng với tất cả chư quý vị về vấn đề này ha. Vậy thì dứt được nó, ấy là giải thoát, thì sắc trần mới khỏi đọa đài. Thì trong cái cuộc đời này, hệ chúng ta thanh tịnh thì chúng ta không bị khổ nữa. Khổ là do chúng ta duyên cảnh. Ngày nào dứt được tâm mình đối với cảnh thì cái khổ đau của chúng ta hết. Quý vị nghĩ bình thường thôi, cặp bên mà họ mua chiếc xe là ở đây mình khổ rồi đó. Y chang như mình đó, mà ta mua xe hơi rồi, mình chạy xe đạp khổ liền. Y chang như mình đó, mà ta cắt cái nhà bành kỳ, mình ở cái chòi hoài còn thiếu nợ nữa. Như vậy là chỉ cần người ta hơn mình chút là mình khổ rồi. Thành ra mình làm sao quán chiếu được cái này, để mình dứt đi cái thấy nghe hay biết ở bên ngoài, mà sống với cái thấy nghe hay biết chân thật của tự tâm của mình là thế. Rồi, mình có đôi lời tâm tình qua câu giảng này ha. Vậy đây là xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi xin thưa với tất cả anh chị em, huynh đệ chư đồng đạo, thì suốt trong cái buổi nói chuyện ngắn của tôi hôm nay với tất cả chư quý vị, qua cái buổi trình bày ngắn này, quý vị nhớ giùm tôi một điều thôi.
Đó là đời sống tu tập luôn luôn dòm lại mình, coi mình sai cái gì mình sửa cái nấy. Và đời sống mình phải luôn luôn có cái từ bi, biết yêu thương, biết chia sẻ với mọi người. Chắc có lẽ là chịu thiệt đó, mà tới đâu kệ nó. Bất quá một kiếp này mà chúng ta được giải thoát, còn hơn để rồi chúng ta được cái này được cái kia mà gây ra cái tội nghiệp khổ đau cho chúng sinh, để rồi cõi luân hồi lại tiếp tục chuyển xây hết cái sinh tử này tới cái sinh tử khác. Cho nên đời sống tu cực cỡ nào, khổ cỡ nào, xin thưa quý vị cố gắng chặt đứt cái con đường sanh tử. Qua lời Đức Thầy dạy, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi, đây mới là cái điểm chánh yếu. Mà người muốn được như vậy thì phải trở lại tâm mình, đây là điểm tốt yếu. Thì trong cái buổi nói chuyện trình bày hôm nay với một vài huynh đệ lên chia sẻ, nếu có điều nào phước đức, xin hồi hướng phước báo cho người đã mất, cùng tất cả chư đồng đạo huynh đệ chúng ta đều được thân tâm an lạc. Và nguyện cầu Đức Phật, Đức Thầy từ bi gia hộ đến tất cả chư huynh đệ, ai ai cũng trí tuệ quang minh và tìm con đường bình an để cho chúng ta thoát khổ. Và cũng xin cảm ơn chư quý vị không ngại khó khăn, mệt nhọc để ngồi đây để nghe chúng tôi tâm tình. Cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một cái phương tiện để chúng ta trao đổi Phật Pháp. Và xin chúc quý vị một buổi tối bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, trải qua thời gian là gần 2 tiếng đồng hồ, chư đồng đạo chúng ta qua phần trao đổi Phật Pháp thì đến đây tạm dừng. Xin thay lời ban tổ chức chân thành cảm ơn toàn thể chư quý vị đã nhiệt tình ủng hộ. Giờ đây xin kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và chúng ta dùng buổi tối ngon miệng và có được một giấc ngủ ngon lành. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.